Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái chiếc máy nghiền khô, nghiền ngô, thóc, lúa đa năng. Và hiện nay bên đang phân phối và bán cực kỳ chạy trên thị trường Việt Nam chúng ta. Thì đây là dòng mini nha quý vị nhé, nhỏ gọn, năng suất cao. Tổng trọng lượng của chiếc máy này hoàn chỉnh như quý vị nhìn thấy rơi khoảng hơn 22 kg. Thì đối với dòng này nó cơ chế xay gần khá đơn giản thôi, một cái phễu nguyên liệu ở trên và khi nó đổ nguyên liệu ở đấy thì nó sẽ có một cái lưỡi gà để chặn. À, để làm thế nào thì chúng ta kéo ra, chúng ta kéo từ từ thôi, tùy vào chúng ta xay mịn hay xay vỡ mà chúng ta sẽ kéo to hay kéo nhỏ. Và cơ chế nghiền nó khá đơn giản thì em nói luôn này, quay một cái mặt luôn quý vị xem. Thì bên trong nó sẽ có hai cái miếng đá này, nó sẽ chịu trà sát hai con đá. Khi mà hai con đá nó xích nhau nha, xích nhau thì là sẽ là loại mịn, còn khi chúng ta lối ra sẽ là loại vỡ. Và cái năng suất khi mà nghiền vỡ nó cũng khá là ok, nhỏ gọn nhưng mà khoảng từ 150 tới 200 kg được cái ngô vỡ. Còn mà khi nó xay mịn thì nó cũng được khoảng từ 50 cho tới 80 kg cơ. Khi mà nó xay mà làm bánh thì nó sẽ nhỏ hơn một xíu nữa, rơi khoảng 30 kg một giờ. Và bên trong máy có những cái gì thì em bỏ cho quý vị xem luôn. Đấy, tháo ra khá đơn giản. Khi chúng ta mà bị mòn đá này, tháo ra vệ sinh cũng như là bị thay thế đá. Thấy không? Bên trong sẽ là một viên đá tĩnh rồi, bên ngoài sẽ là một viên đá động mà nó quay và nó chạm sát vào nhau và nó rơi xuống cái phễu này. Thì hôm nọ em có xay một xíu nguyên liệu và xay mẹt. Thì đối với cái dòng này thì motor của nó thì em khẳng định với quý vị rằng 100% là dây đồng nhá, 100% dây đồng, cuối dòng dây đồng nên nó cực kỳ là bền và nó rất chi là ổn định. Quý vị xem vừa, nó là thông số là 22 kW và 1400 vòng một phút, tốc độ tua chậm. Đối với cái dòng này chúng ta sử dụng một tốc độ tua chậm cho quý vị nhé. Và khi mua máy về đây thì bên có tặng kèm cho quý vị những cặp đá sơ cua này để quý vị về quý vị xay khi nó bị mòn bị bể có thể thay thế được. Và giá của những cặp đá này khi ra mua kèm thì nó chỉ có giá 100.000 thôi nhá, còn khi ta mua lẻ thì nó sẽ rơi khoảng 150.000 một cặp cơ. Khung bệ khá là tốt, chân chữ A và chân đế của nó thì có cái lớp cao su để chống rung chống giật trong quá trình xay. Thì máy này là 2.200.000 đồng tháng 5 năm 2022. Thì mọi thông tin chi tiết cũng như đặt hàng quý vị hãy alo cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em.